Trên con đường tiến tới tương lai, các nhà khoa học đang không ngừng nỗ lực vượt qua những rào cản công nghệ, với hy vọng biến động cơ nhiệt hạch plasma từ giấc mơ thành hiện thực. Đây là một công nghệ đột phá trong lĩnh vực du hành không gian, có thể giúp chúng ta khám phá những vùng trời xa xôi, nơi mà con người chưa từng chạm tới. Động cơ plasma nhiệt hạch từ MFPD hoạt động bằng cách sử dụng phản ứng nhiệt hạch, một quá trình kết hợp các nguyên tử nhẹ để tạo ra năng lượng khổng lồ. Điều này tạo ra một luồng plasma chuyển động nhanh chóng và có năng lượng cao, tạo ra lực đẩy cho tàu vũ trụ. Ví dụ, thiết kế động cơ của Pulsar Fusion có thể đạt tốc độ 804.672 km/h. Đây cũng là một loại động cơ tên lửa sử dụng năng lượng hợp hạch để tạo ra lực đẩy và năng lượng cho tàu vũ trụ. Động cơ này vẫn đang trong quá trình phát triển và dự kiến sẽ thử nghiệm nguyên mẫu động cơ tên lửa hạt nhân tĩnh đầu tiên vào năm 2024, tiếp sau đó là thử nghiệm trên quỹ đạo vào năm 2027. Động cơ nhiệt hạch từ plasma có nhiều ưu điểm so với các công nghệ hiện tại. Thứ nhất, nó tiết kiệm nhiên liệu hơn rất nhiều vì nó sử dụng phản ứng nhiệt hạch, cơ chế cung cấp sức mạnh cho mặt trời và các ngôi sao, thay vì sử dụng nhiên liệu hóa học thông thường. Thứ hai, nó tạo ra lực đẩy mạnh mẽ và nhanh chóng, rất quan trọng cho các nhiệm vụ du hành không gian xa xôi. Thứ ba, nó có khả năng mở rộng lớn. Với sự tiến bộ trong công nghệ và hiểu biết về phản ứng nhiệt hạch, động cơ này có thể tăng tốc lên đến tiệm cận tốc độ ánh sáng. Ví dụ, trong hệ mặt trời của chúng ta, động cơ nhiệt hạch plasma sẽ giúp chúng ta di chuyển từ hành tinh này sang hành tinh khác một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chúng ta có thể tham quan các hành tinh và vệ tinh tự nhiên của chúng chỉ trong vòng vài tuần hoặc thậm chí vài ngày. Hệ sao gần nhất với chúng ta là Proxima Centauri, cách trái đất khoảng 4,24 năm ánh sáng. Với công nghệ hiện tại, việc du hành đến đó có thể mất hàng ngàn năm. Tuy nhiên, với động cơ nhiệt hạch từ plasma, chúng ta có thể tăng tốc liên tục và đạt được tốc độ gần với tốc độ ánh sáng, giảm thiểu thời gian du hành xuống còn vài thập kỷ. Có thể thấy, so với động cơ hóa học, hệ thống đẩy nhiệt hạch có nhiều lợi thế như thời gian di chuyển nhanh, tiêu thụ ít nhiên liệu và hiệu quả cao hơn rất nhiều. Florian Neukart, trợ lý giáo sư ở Viện Khoa học Máy tính cao cấp Leiden, ở Đại học Leiden, kiêm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Phát triển Công nghệ Lượng tử Thụy Sĩ Terra Quantum AG, cho biết, động cơ nhiệt hạch plasma khai thác năng lượng cực lớn từ phản ứng nhiệt hạch, thường liên quan đến đồng vị hydro hoặc heli, tạo ra chất thải là dòng hạt tốc độ cao, qua đó sản sinh lực đẩy theo định luật thứ ba của Newton. Định luật này phát biểu rằng, đối với mỗi lực tác động, luôn luôn có một phản lực có cùng độ lớn, cùng phương nhưng ngược chiều. Plasma từ phản ứng nhiệt hạch bị giới hạn và kiểm soát bởi từ trường. Đồng thời, thiết kế động cơ nhiệt hạch plasma cũng hướng tới biến đổi một phần năng lượng nhiệt hạch thành điện để duy trì hoạt động của hệ thống trên tàu vũ trụ. Tuy nhiên, một khó khăn công nghệ lớn mà giới nghiên cứu cần vượt qua là tạo ra hệ thống lực đẩy nhiệt hạch hoạt động được. Trên tàu vũ trụ, rất khó đạt được và duy trì điều kiện cao cần thiết cho phản ứng nhiệt hạch. Giới nghiên cứu vẫn đang tìm hiểu một số phương pháp kiểm soát plasma từ phản ứng. Mặt trăng thứ hai bằng vàng hiện ra giữa lòng trái đất. Hai lục địa ngầm khổng lồ bí ẩn nằm sâu trong lòng trái đất khiến các nhà khoa học bối rối từ lâu, có thể là những mảnh vỡ của mặt trăng thứ hai cổ xưa chứa đầy vàng và bạch kim. Theo Life Science, một nghiên cứu mới cho rằng hai đốm màu khổng lồ trong bản đồ lập thể địa cầu có nguồn gốc từ một vụ va chạm không gian cổ xưa, khi một hoặc nhiều vật thể to bằng mặt trăng, dầu vàng và bạch kim lao vào trái đất. Đồng tác giả Simon Mackie từ Viện Nghiên cứu Tây Nam, SWRI, Mỹ, cho biết, điều này cũng giải thích tại sao trái đất có nhiều kim loại quý như vậy, trong khi chỉ có một phần nhỏ được con người khai thác trên bề mặt. Các tác động này có thể tạo ra những khu vực quy mô lớn, có mật độ dày đặc hơn một chút so với vật liệu của hành tinh. Các vật thể không gian to bằng mặt trăng, cùng với một số cái nhỏ hơn, đã mang theo vàng, bạch kim, palladium và nhiều nguyên tố quý khác đến trái đất với khối lượng lớn. Do có mật độ cao, các kim loại nặng này đã làm cho vùng dày đặc do tác động tạo ra chìm xuống sâu trong lòng hành tinh. Theo mô hình của các nhà nghiên cứu, khu vực dày đặc này ban đầu có hình dạng như một đại dương magma khác biệt so với magma của trái đất. Đại dương này bao gồm đá nửa rắn nửa nóng chảy. Các kim loại quý dần thấm vào vùng nửa nóng chảy, phân tán ra xung quanh. Do bị trộn lẫn, không còn nguyên chất nên không thể chìm xuống lõi, mà sẽ ở lại ở khu vực mà chúng ta phát hiện ra các lục địa ngầm kỳ lạ hiện nay. Nghiên cứu cũng tái hiện lại quá trình hàng tỷ năm diễn ra của sự đối lưu, Khi đó, kim loại bị khuấy trộn trong lớp phủ, một phần đã được đưa lên bề mặt, kẹt lại trong lớp vỏ, trở thành những mỏ vàng, bạch kim, palladium quý giá mà con người khai thác ngày nay. Kết quả nghiên cứu cũng là câu trả lời mới cho vùng vận tốc cực thấp, một bên dưới châu Phi, một bên dưới Thái Bình Dương, hay được gọi là đốm màu hay lục địa ngầm nói trên. Các khu vực này được phát hiện khi nhiều nghiên cứu nhận thấy sóng địa chấn đi qua các khu vực này bị chậm lại, chứng tỏ có thứ gì dị biệt, dày đặc hơn trong lõi lớp phủ. Một giả thuyết khác được nhiều người ủng hộ cho rằng đó chính là những mảnh vỡ của Terra, một hành tinh giả thuyết to bằng sao Hỏa đã đâm vào trái đất sơ khai 5,4 tỷ năm trước, khiến vật chất của cả hai hòa trộn lại, tạo nên trái đất và mặt trăng ngày nay. Tiểu hành tinh siêu đậm đặc có thể chứa các nguyên tố nằm ngoài bảng tuần hoàn. Trong hệ mặt trời, có những tiểu hành tinh có mật độ cao kỳ lạ, không thể giải thích bằng các nguyên tố trên trái đất. Các nhà khoa học mới đây đã đưa ra giả thuyết rằng chúng có thể chứa các nguyên tố siêu nặng chưa được khám phá, nằm ngoài bảng tuần hoàn, theo nghiên cứu mới. Một trong những tiểu hành tinh bí ẩn này là Babapolyhenia, một vật thể rắn siêu đậm đặc hay còn gọi là cư đô, chỉ rộng 55 km, nằm trong vành đai tiểu hành tinh giữa sao Hỏa và sao Mộc. Mật độ của nó cao hơn osmium, nguyên tố tự nhiên nặng nhất trên trái đất. Các nhà khoa học không hiểu được nguyên nhân của điều này vì nó không đủ khối lượng để biến các khoáng chất của nó thành dạng siêu đậm đặc. Ngoài ra, cũng rất khó để xác định thành phần của nó do kích thước nhỏ và khoảng cách xa so với trái đất. Một số nhà khoa học đã cho rằng các vật thể rắn siêu đậm đặc có thể chứa vật chất tối, một loại vật chất bí ẩn mà chúng ta chưa có thể quan sát được. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí The European Physical Journal Plus, các nhà vật lý đã chỉ ra rằng có một khả năng khác là các vật thể rắn siêu đậm đặc có thể chứa các nguyên tố siêu nặng, có số nguyên tử lớn hơn 118 và có mật độ cao hơn osmium. Các nguyên tố siêu nặng là những nguyên tố lý thuyết chưa được phát hiện, có thể tồn tại trong một vùng gọi là ốc đảo ổn định, trong bảng tuần hoàn. Tại vùng này, các nguyên tố có thể không phân rã phóng xạ quá nhanh mà sẽ tồn tại trong những khoảng thời gian ngắn. Các nhà vật lý đã sử dụng một mô hình toán học để ước tính cấu trúc nguyên tử và mật độ của các nguyên tố siêu nặng giả định. Họ phát hiện ra rằng các nguyên tố có số nguyên tử gần 164 sẽ có mật độ từ 36 đến 68,4 gram trên cm khối. Đây là một kết quả gần với mật độ tính toán là 75,28 gram trên cm khối của 33 Polyhymnia. Điều này cho thấy rằng các nguyên tố siêu nặng, nếu chúng thực sự tồn tại, có thể là thành phần của các tiểu hành tinh siêu nặng và các vật thể rắn siêu đậm đặc khác. Tuy nhiên, điều này không loại trừ hoàn toàn khả năng vật chất tối cũng có thể tồn tại bên trong các tiểu hành tinh này. Đồng tác giả nghiên cứu Johan Rafelski, giáo sư vật lý tại Đại học Arizona, cho biết trong một tuyên bố, tất cả các nguyên tố siêu nặng, những nguyên tố rất không ổn định cũng như những nguyên tố đơn giản là không thể quan sát được, đã được gom lại với nhau thành nhóm unobtainium. Ý tưởng rằng một số trong số này đủ ổn định để có thể tìm thấy từ bên trong hệ mặt trời là một ý tưởng thú vị. Để đi đến kết luận, các nhà nghiên cứu đã đưa ra giả thuyết về cấu trúc nguyên tử của các nguyên tố siêu nặng giả định bằng cách sử dụng mô hình nguyên tử gồm các ước lượng thô, được gọi là mô hình Thomas Fermi. Họ phát hiện ra rằng các nguyên tố có số nguyên tử gần 164 sẽ có mật độ trong khoảng từ 36 đến 68,4 gram trên cm khối. Phạm vi đó trên gần với mật độ tính toán là 75,28 gram trên cm khối của 33 Polyhymnia. Kết quả này gợi ý rằng các nguyên tố siêu nặng, nếu chúng thực sự tồn tại, có thể giải thích được mật độ cao của đá vũ trụ và những hòn đá tương tự khác, mặc dù không thể loại trừ hoàn toàn khả năng vật chất tối tồn tại bên trong các tiểu hành tinh siêu đậm đặc này.